anh chị thân mến, từ trước đến nay khi mà chúng ta lướt web internet hoặc chúng ta tham gia vào một cái website nào đó, khi mà chúng ta cung cấp cái dữ liệu thông tin cá nhân của chúng ta thì thường là các công ty, các tập đoàn họ chỉ kiểm soát cái thông tin đó, và hoàn toàn chúng ta không biết được là thông tin của mình nó có bị bên thứ ba khai thác hay không. Thì ngày hôm nay là có một cái dự án họ ra đời, họ giải quyết được cái vấn đề đó, giúp cho người dùng bảo mật được các cái thông tin thông qua một cái mạng lưới internet phi tập trung. Cái mạng lưới internet phi tập trung này nó sẽ được ứng dụng vào trong thế hệ web 3.0, đó là thế hệ web mà được ứng dụng blockchain và phi tập trung hoàn toàn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái dự án có tên là Hop, đến từ Thụy Sĩ. Đây là một cái dự án vừa qua đã được kêu gọi vốn vòng hạt giống 1 triệu đô la từ Binance Lab. Như các anh chị đã biết thì Binance Lab là một trong những cái quỹ đầu tư của sàn giao dịch Binance, đã đầu tư hơn 100 các cái dự án trong vòng 3 năm qua, và những dự án do Binance Lab đầu tư thì có được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, mặt tư vấn cũng như được ưu tiên niêm yết trên sàn Binance khi mà dự án đó hoàn thiện. Và thường những dự án này thì có một cái lượng người dùng rất là đông đảo, và hầu hết các cái dự án do Binance Lab đầu tư đều có vốn hóa từ vài trăm triệu đô la tới vài tỷ đô la. Như vậy thì dự án Hop này ngày hôm nay của chúng ta nó là một cái dự án khá là mới, và cái dự án này hoàn toàn giá của cái đồng token này chưa được tăng trưởng lần nào các anh chị. Từ lúc phát hành đồng token này tới thời điểm này thì giá không tăng nhiều và cũng không giảm nhiều. Mặc dù các anh chị thấy tháng 5, tháng 6 chúng ta trải qua một cái cuộc điều chỉnh giá rất lớn, nhưng cái đồng token này giá nó vẫn giữ ở một cái mức giảm nhẹ so với 0,4 đô cho tới thời điểm hiện tại là 0,3 đô. Thì cái mức giảm là không đáng kể so với một cái sự biến động của thị trường so với các cái đồng coin khác. Thì họ đẩy giá lên rất là cao và họ xả hàng rất là lớn, nhưng mà cái dự án này thì không có cái điều đó xảy ra các anh chị. Đây là một cái cơ sở chúng ta rất là yên tâm khi đầu tư vào những dự án như thế này. Bây giờ các anh chị đi chi tiết vào trong cái website thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái dự án này là một cái dự án thuần về kỹ thuật, cho nên là tôi sẽ xin phép không được trình bày về mặt kỹ thuật ở đây. Các anh chị chúng ta hiểu với nhau rằng đây là một cái dự án làm về bảo mật thông tin người dùng cuối, được ứng dụng vào web 3. Và tất cả các dự án blockchain về sau này khi mà trao đổi dữ liệu thông tin qua lại với nhau đều có thể là bảo mật cái thông tin đó, thì đều có thể dùng ở cái dự án Hop này. Thì cái token Hop này ra đời nó có những cái mục đích, ví dụ như là nó sẽ giúp cho thanh toán trong cái hệ thống blockchain của Hop này, đồng thời là nó sẽ giúp cho chúng ta giữ cái đồng token, chúng ta có thể bỏ phiếu vào những cái việc quan trọng của dự án, đồng thời là chúng ta có thể dùng cái đồng này chúng ta staking gửi lại đây để chúng ta hưởng lãi suất. Thì hiện tại như các anh chị đã thấy trong cái website này thì chúng tôi sẽ đi đến cái phần khá là quan trọng, đó chính là những cái đối tác của dự án. Thì đây là những cái tên tuổi rất là nổi tiếng trong cái ngành blockchain cũng như là ngành về bảo mật thông tin. Ở đây là Aeron, là một cái nền tảng blockchain có hệ sinh thái rất là lớn, và các anh chị có thể tìm hiểu cái hệ sinh thái này. Rồi tiếp theo đó là cái đội ngũ của cái dự án Hop này cũng đáng được chúng ta quan tâm các anh chị. Đội ngũ của cái dự án này là những người đến từ Thụy Sĩ và những người đến từ khắp nơi trên thế giới, gồm có cả những cái hacker nổi tiếng các anh chị. Có những cái hacker nổi tiếng, người ta rất là am hiểu về bảo mật thông tin các thứ, thì người ta cũng gia nhập vào trong cái đội này. Trên màn hình đây là ông tiến sĩ Sebastian Bergel, ông ta là tiến sĩ ở Thụy Sĩ rồi các anh chị. Thì các anh chị có thời gian các anh chị tham khảo thêm thông tin ở đây và có thể đọc thêm các thông tin tiểu sử của các nhân vật này để anh chị rõ hơn. Còn đối với những người này thì họ đã rất là nổi tiếng trong cộng đồng blockchain của thế giới các anh chị. Đây là những cái nhà đầu tư cho cái dự án này, gồm có Binance Lab là nhà đầu tư chính và đang lead dự án này luôn các anh chị. Họ cung cấp một đội ngũ dev có kỹ thuật cho cái dự án này, đồng thời họ kiêm luôn giống như tư vấn. Thì chắc chắn khi dự án này hoàn thiện xong thì sẽ được ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng blockchain của web 3.0 các anh chị, đồng thời sẽ sớm được niêm yết trên sàn Binance thôi ạ. Sau khi mà Binance Lab dẫn đầu dự án này thì có rất là nhiều các cái thương hiệu khác người ta cũng nhảy vô và tài trợ cho các dự án này. Đây là một trong những cái dự án mà cả Binance Lab họ cũng đã niêm yết trên cái trang thông tin của họ. Các anh chị thấy trong cái portfolio của họ thì có cái chữ H ở đây nè. Đây chính là dự án Hop này các anh chị.
Rồi, như vậy thì bây giờ để mua cái token này thì các anh chị làm như thế nào? Đầu tiên đó là các anh chị vào trong CoinMarketCap, các anh chị gõ một cái từ HOBFR, sau đó ra cái dự án hub như thế này. Sau đó các anh chị muốn mua cái token này thì các anh chị cần chuẩn bị đồng ETH, các anh chị chuẩn bị ví MetaMask hoặc ví chết, và các anh chị kết nối với hệ Ethereum. Đây là một cái dự án được nằm trên nền tảng ETH là Ethereum các anh chị ha. Sau đó các anh chị copy cái contract này để chúng ta có thể dán vào trong cái sàn giao dịch, đó chính là sàn giao dịch Uniswap, hoặc là các anh chị có thể vào cái sàn tập trung là gay.io để các anh chị mua cái đồng token này. Rồi bây giờ chúng ta xem thử coi là cái đồng token này đã được bao nhiêu người đang sở hữu. Hiện tại có hơn 5.769 cái địa chỉ ví đang sở hữu cái đồng token này. Một dự án mà đang trong quá trình xây dựng mà đã có hơn 5.769 cái địa chỉ ví sở hữu thì cũng rất là uy tín các anh chị. Trong 2 giờ qua các anh chị thấy đã có rất là nhiều người mua tới 79.000 cái đồng này. Rồi các anh chị thấy là đây là cái thời gian mà người ta đã vào, người ta vẫn mua cái token này liên tục đấy các anh chị. Rồi nhắc lại các anh chị là những dự án nào mà được Binance Labs đầu tư thì những dự án đó toàn là những dự án xịn sò không nha các anh chị. Ok các anh chị, như vậy thì cái buổi review cái dự án HOPE một cách ngắn gọn và xúc tích. Các anh chị quan trọng là các anh chị nhìn cái bản đồ giá, và các anh chị muốn đầu tư thì các anh chị có cái kế hoạch phân bổ vốn một cách hợp lý. Và cái đồng coin này mình nghĩ là tôi nghĩ các anh chị nên hold dài hạn, thì khi mà dự án họ hoàn thành thì chắc chắn giá đồng coin này sẽ tăng rất là cao các anh chị. Hiện tại vốn hóa mới có 39 triệu cáp thôi các anh chị. Tổng cái total supply của nó là có 100, fast supply là 1 tỷ, hiện tại thì nó mới có phân bổ ra là 130 triệu thôi. Thì ở đây có một cái phân bổ này thì nó sẽ đi đến tới 48 tháng đó các anh chị. Có nghĩa là 48 tháng là gần 4 năm. Gần 4 năm thì sẽ phân bổ hết cái lượng token này. Các anh chị có thể tham khảo thêm các thông tin để hiểu rõ thêm dự án này trước khi đưa quyết định đầu tư. Và như vậy là tôi đã cung cấp cho các anh chị sơ bộ về cái dự án HOPE. Hy vọng là đây là một cái dự án tốt để các anh chị có thể đầu tư trong cái portfolio của mình. Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi quyết định về tài chính của các anh chị thì các anh chị tự chịu trách nhiệm. Đây chỉ là kênh cung cấp thông tin cho các anh chị. Nếu như có gì thắc mắc các anh chị cứ comment và chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp. Nếu thích video xin vui lòng cho chúng tôi một nút like, một nút share, và đừng quên nhấn nút subscribe để chúng tôi có thêm những cái động lực để làm ra những video mới phục vụ cho các anh chị. Xin thân ái chào tạm biệt các anh chị.